Thì Long đang có mấy bộ đúng không? Hãy có mấy bộ rồi mà khi nào có để về lên ở đó. Quá trời luôn mà ta vẫn hỏi ta nãy vừa lên nguyên một lớp màu này là toàn là màu mẫu này không à, cái ba màu rút màu nâu màu hồng nâu với màu tím rút màu đỏ màu tím đậm màu vàng màu cam. Dạ mấy chị bình luận giùm em nha mấy chị. Chào chị Thu Lê nè, mới vô cái chia sẻ, mới vô là chia sẻ liền. Em cảm ơn chị Thu Lê nha. Chốt giùm em. Bộ này là số 3 nha mấy chị. Số 3. Số 3 này màu cam. Giá 190 nha mấy chị. Vô like lại giùm em mấy chị, cho em cái bình luận nha. Số 3 màu cam, màu vàng, màu nâu, màu đỏ, màu tím, màu rút, màu hồng. Chị nào chốt mẫu này bình luận. Em đang mặc số 3. Sáng nay em ra chưa chút đâu. Dạ. Hồi sáng giờ là em gọi quá trời nhiều đơn rồi mà chưa có xong á chị Thu Lê. Chút thêm gì không chị? Chút xíu là em gọi tới chị ha. Tại vì khách VIP cho nên để từ từ gọi để chút thêm á. Bên em là gọi từ sáng giờ chưa xong á mấy chị tin không? Đơn nhiều dữ lắm. Cho nên là mấy chị cứ bình tĩnh. Chào. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Văn Tuấn. Bộ em đang mặc màu cam, chốt bình luận giùm em nha. Giá 190. Em lên cái mẫu này là hồi sáng giờ rồi nhưng mà nó rất là đỉnh luôn. Cho nên là còn một ít màu nữa em lên hết luôn cho mấy chị. Chị nào mà chưa có cái mẫu này thì chốt giùm em màu nha. Em mặc xong em lên màu. Màu cam là giá 190 nha mọi người. Mẫu này đẹp lắm, 230 em bán sale có 190 à. Màu vàng, màu nâu. Màu vàng, màu nâu. Màu đỏ đậm nha, màu tím, màu rút. Màu nâu, màu hồng á. Màu hồng hồng da nâu với mấy chị nhưng mà Ngọc nó hay đọc màu hồng lắm. Đó, đẹp lắm. Màu tím lợt, màu tím đậm. Size này là số 3, chị nào chốt số 3 thì bình luận giùm em màu em có như đây nha. Nè. Màu da nè, đẹp lắm. Màu rút, màu tím lợt, màu tím đậm, màu vàng, màu đỏ. Em đang mặc là màu cam, có màu nâu. Màu cam, màu nâu nữa. Chốt bình luận nha mấy chị, giá 190. Size số 3, chị nào 60-65kg chốt. Mẫu này đẹp dữ lắm. Chị nào thích số 3 mà màu thì kèm cho em giá nha, 190. Kèm giá giùm em. Có ai thích mặc bà ba em sale 100 nha mấy chị. Bà ba số 1, số 2, số 3. Có gọi em cái điện thoại gì không? Có. Không có để chuông, không biết. Chị nào chốt cái gì bình luận nha. Bà ba bên em đẹp quá mấy chị. Bà ba là có đang sản trăm nè. Lên bà ba. Chị Xuân Thanh ơi, chị ngày hôm qua có chốt mà đâu có đi được hàng đâu mà chốt bà ba chị. Hôm qua chị gái cũng có hai bộ xả rồi. Giờ chị khác chốt thì em lên. Đúng không? Qua hai bộ. Bà ba bên em không có ống rộng nên chị chốt em chốt số 3 là 65kg mà chị nói 67kg là đâu có chốt cho chị được đâu. Có 65kg à. Em chốt số 3 là 65 đổ lại mà chị tới 67kg là em không chốt được hàng chị gái nha.
em còn size số 1, số 2, số 3. Bộ này là 160 nè, chị nào chốt tương tác giùm em 100.000 em bán đầu like lấy hơn nha. Số 4. Em bán tương tác 100.000 đầu like nè mấy chị nào mà có dạ thì tại vì em nói 65 kg mà chị chốt xong rồi hồi chị nói tới chị mua. Chị bình luận chị mua 65 kg nhưng mà tới gọi đơn á thì chị nói 67 kg thì chị mau lên ký quá à, đâu chốt được. Chị gái nào chốt cái này bình luận giùm em nha cho nó hết xui coi. Nè. 100.000 số 4 giùm em. Số 4 bên em là 70 kg trên mấy 6 là 75 kg đổ lại vừa nha. Màu đen này đẹp quá, ai mở hàng nhanh á thì mở hàng giùm em. Dạ em không lên cho chị chốt, chị khác chốt thì em chốt cho chị. Nha, chị Thân Thanh để em bán mở hàng trước đi nha chị gái. Tại vì chị chốt rồi gọi cũng xả mất công. Màu đen số 4 chốt bình luận. Số 4 em bán mở hàng có 100.000 mấy chị không chốt chút xíu em lên cái giá em bán là. Chị cứ chốt thôi chứ chốt bừa chốt ẩu rồi mặt không có vừa mất công xả. Em còn bà ba. Dạ. Thôi em để em mở hàng cho người khác chứ để xả mất công chị gái yêu ơi. Tại qua chị chốt rồi. Cũng xả đó. Màu tím nè, chị nào chốt bình luận cái này là số 3. 60 65 kg. Mở hàng mà 10 người xả hết 10 người chắc nên nghỉ bán luôn. Không chơi nữa không. Chốt màu tím này 160 nè, em đang sale 140. Mà em bán mở hàng cho chị nào 60 65 kg 100.000 luôn. Màu tím. Mấy chị mà mua hàng mà xả tới xả lui là không xả shop này cũng xả shop khác rồi mấy chị gái ơi. Không xả shop này đi tới shop khác cũng xả ha. Tại vì em có kinh nghiệm lâu năm là vậy á. Không bao giờ bán được hàng đâu mấy chị gái yêu. Dạ mở hàng liền cho chị củ sắn nè. Số 3 nha chị gái. Không xả trên like thì xuống gọi chốt cũng xả. Mà đi tới nơi cũng xả. Ok chị củ sắn rồi. Mà đi shop khác cũng xả. Em nói chung là em có kinh nghiệm lắm luôn á. Chị nào chốt bi này bình luận giùm em 140. Bi này đẹp quá. Size số 2 55-60kg là đẹp. 140 chốt bình luận nha. Số 2 nha mọi người. Giờ bác kêu lên số 3 nữa không có lên. Chị gái nào chốt cái này số 2 bình luận 60kg đổ lại đẹp. Em bán hàng là không bao giờ dám nói ẩu đâu nha. Vừa mới bán không vừa là dẹp vô để bán cho khách khác chứ không có sợ ế. Bộ số 2 này ai chốt bình luận bi 140. Bán không được khách này thì bán khách khác chứ không có bán ẩu bán càng đâu. Bán càng là mấy chị mất tiền mà mất vào mặt không vừa mất công. Bi chốt số 2 bình luận. Số 2 nè. Cái này tím giùm em. Số 2 60kg vừa. 55-60kg bi số 2. Dạ đồ đẹp chị có ủng hộ em không chị Tuấn. Bán là bao đẹp bao vừa nha. Còn khi nào mà lỡ chốt sai chốt nhầm gì là em cho đổi trả mấy chị. Lỗi bên em là mấy bên em là bao đổi trả luôn. Không có để mấy chị phải bị thiệt thòi ha. Cho nên là khách đã mua hàng bên em rồi là tự tin lắm. Có vấn đề gì tụi em cũng nhận hết trơn á. Màu cam 180 nè mấy chị. Màu cam này size số 4. 220 em sale có 180 nè mấy chị. Số 4 màu cam chốt bình luận. Số 4 bên em là 70kg nha. Bao dừa bao đỉnh luôn. Đẹp.
Chị nào chốt bình luận cho em. Dạ. Nếu mà chị không có nghe máy được á thì chị inbox là chị tiêu giao luôn á là được. Chị nào mà không nghe máy, không có tiện nghe máy là inbox là giao luôn. Với lại mấy chị chốt hàng rồi là mấy chị có trách nhiệm với cái đơn hàng của mình là được. Chị gái nào chốt bình luận giùm em tím 200 số 2. Cái này em có đen đỏ, đen vàng với màu đỏ nữa. Số 2. Mẫu 200. Có số 2, số 3, số 4, có số 1 luôn. Có số 1 luôn chốt bình luận. Số 1 50kg đổ lại vừa. Ai chốt màu vàng? Màu vàng này nãy bán nhiêu ta? Màu vàng này mã này nhiêu phát nhớ không? Màu vàng này đẹp quá, số 4 70kg chốt giùm em nha. Em không biết nhiêu á, chị nào chốt bình luận hên xui 160 nha. Hàng này là 220. Giờ hên xui nha. Số 4 này chị nào chốt bình luận vàng 160. Hàng toàn là hàng 200 mấy không, em đem sale rẻ cho mấy chị nè. Số 4 chốt bình luận. Mẫu này đẹp đỉnh luôn. Màu vàng này ở ngoài đẹp lắm mấy chị. Chốt vàng 160 bình luận nha. Hai chốt vàng 160 cho em. Màu tím. Cái này màu nho. Số 2, số 2 này tầm 58kg à. Màu nho. 160 luôn. Số 2 nha. 60kg mặt hơi ôm một chút. 50, 55, 57kg được nha mấy chị. Màu nho, cái form này nhỏ nhỏ. Form nào nhỏ là em nói rõ ràng lắm đó nha. Số 2 nè. Số 2 form nhỏ, 57kg. 50 tới 57kg vừa. Màu nho 160. Mẫu này đẹp ghê á. Chị nào chốt bình luận giùm em. Màu nho số 2 160. Mẫu này đẹp quá mấy chị. Nho phùng ngọc có số 2 thôi nha chị. Có số 2 thôi nha chị gái yêu ơi. Chị thường thường chốt là 65kg đúng không? Số 3 màu vàng. 160 luôn. Số 3 màu vàng chốt 160 bình luận. Số 3 màu vàng nha. Vậy hả, mua giùm nhiều người. Rồi em cảm ơn chị trước luôn. Tại vì chị mua giùm người này người kia nữa mua, em bán được nhiều hàng. Cảm ơn chị gái nha. Màu tím số 4 nè mọi người. Màu tím này số 4 160 luôn. Màu tím. Số 4 ai vừa 70kg nha. 70kg. Chốt bình luận giùm em. 160 luôn mấy chị gái. Số 4 màu tím này đẹp ghê. 160 hàng này là 220 nha mấy chị. Bây giờ em sale không đủ size đủ màu em chốt sale mấy chị. Màu xanh lá em sale mấy chị gái 100. Số 2. Xanh lá nha, hàng toàn là sale không. Toàn là hàng sale mới có giá rẻ này nha. Sale mấy chị 100 xanh lá. Số 2 nha. Em có một bộ sale số 3 nữa thì phải.
Số 2, form này nó rộng 60kg dừa, có sắc nách nhưng mà giờ không biết nằm đâu. Kim 2 Hồ Thị, ok. Số 4 nha chị, tím là số 4. Chị gái có yêu có dừa không? Số 4 chị gái nhiêu ký bình luận giùm em nha. Số 4 là 70kg á, 160 nha chị Kim 2. Có sắc nách mà giờ nằm lộn xộn hàng bên em nhiều quá, em không có bắt trúng nào lên đó ha. Số 4 này là 70kg á, chị Kim 2 Hồ Thị có chốt thì ok cho em cái nữa, em quăng hàng ra nha. Màu xanh lá này số 2 nè, 60kg dừa. Theo mấy chị Trăng 260kg chốt xanh lá này mặc im lắm. Giá của nó là 160 lần đó, em bán mấy chị sale còn bộ hai bộ nè. Sale cho nó hết hàng ha. Màu đỏ số 4 nè. Em sale mấy chị 140. Màu đỏ này 160 sale 140. Số 4 ai 70kg nha, trên mét 6 là 75kg dừa. Đỏ này đẹp, ai chốt bình luận giá sale. Dạ ok chị. Màu đỏ ai chốt 140 bình luận. Mấy cái mẫu này nó thiêu á, nó thiêu á, mặt đẹp nha mấy chị. Cái này quần đây áo đâu ta? Nó rớt rớt ra cái quần đây áo đâu. Đỏ chốt bình luận. Bốn chục ký em có size số 1. Số 1 tùy mẫu, số 1 là em bán giá nó rẻ hơn chút. 40kg tới 47kg em có số 1. Số 1 bên em là ít có khách, size nhỏ lắm cho nên là em xả nó rẻ hơn. Chị Hoài Dương, chị nhiêu ký em lấy bông ở đằng sau cho. Số 1 bên em bán giá nó rẻ hơn chút. Dạ em không biết là chị có xả hay không, nhưng mà hai bộ đồ ngày qua chốt không có đi đơn được đó chị Xuân Thanh. Cái này chị không có chốt, em cũng công nhận nhưng mà hàng không có đi. Số 2 chốt bình luận em xem 140. 55kg nha. Mấy chị đâu có xả hàng gì đâu nhưng mà hàng không có đi được. Bi này là 160. Bi này số 2 chị là 60kg dừa. Em chào chị Phạm Thị Hiện. Bi này là số 2 nha chị. Chốt bình luận giùm em 160. Số 2 60kg nha. Bi 160 chốt bình luận. Chị gái nào chốt gì bình luận. Không thấy ai chốt gì hết trơn á. Màu đỏ này số 3 chốt giùm em. Đỏ này đã đậm nha. 160. Số 3. Chị nào chốt bình luận đỏ. 160 nha. Số 1 nè, chị nào hỏi 40kg nè, 40 tới 47kg nè. Màu đen tím chốt bình luận. Màu đen tím. Chị nào mà thích mặc ôm á là 50kg đổ lại dừa.
tại vì nó hàng co co giãn. Em sale mấy chị 180. Đen tím em có nhiều số 1 lắm, ai chốt thì bình luận. Một trăm tám nha. Lấy cái điện thoại ra. Cây này số 1 nè, màu xanh đen, màu tím, màu nâu với màu màu nâu, em hai màu nâu nè, màu nâu lợt với màu nâu đậm, màu nâu mà gần như màu đen luôn nè. Nha, số 1. Chị nào chốt mình lần. Số 2 màu riêu. Xả mấy chị 180. 60kg nha. Số 2 chốt. Màu riêu ai chốt mình lần. Bộ này là 160 nhưng mà nó số 1, 2 bộ là 250, chốt bình luận giùm em nha. Số 1 em có mấy bộ? 2 bộ là 250. Số 1 chị nào tầm 47 kg đổ lại chốt giùm em. Hai bộ giùm em, 2 bộ nha, 2 bộ là 250, 2 bộ 250. Số 1 này em còn mấy bộ? Chị nào có chốt 2 bộ đi đơn nha. 2 bộ 250, mẫu này thêu cổ đẹp. Xanh lá chốt bình luận 140. Hàng này 160 em xem 140. Số 4. Xanh lá 140. Số 4 là 70kg vừa nha mấy chị. Bi em có số 4, em không có số 3 hết rồi. Bi đó số 4 em sale 140. Bi trắng đó lên, em còn mấy bộ số 4 hay gì á. Chốt thì bình luận cho em. Số 3 em không có hàng. Số 3 có bi màu khác. Chốt thì bình luận. Chị Nhân Trần, nhà Trần gì nè. Bi đó số 4 là 70kg. Số 4 chị có chốt thì bình luận. 140 nha, toàn bộ số 4. Bi mặt lên đẹp. Bộ này em sale mấy chị 100 nè, em có hai bộ, một bộ số 2. Và mặt số 3 thì màu khác giùm em. Số 3 là em có số 3 nhưng mà màu khác. Riêng bi đó em hết số 3. Cái này số 3 màu xanh lá em chốt mấy chị 100k. Xanh lá chốt 100. Chốt bình luận nha. Số 3 60-65kg dừa. Xanh lá. Số 3 bên em có nhiều.
có nhiều hàng lắm, nhưng mà nha tùy theo màu. Đi xanh này số 360 này, chị có chốt thì bình luận. Số 3 160, mẫu này em chưa có sale. Không có số 2. Bi này số 3, bi xanh 160. Màu đen tím với màu nâu. Màu nâu đất với màu nâu đậm với màu tím. Số 1, chị nào mà cao gọn 50kg đổ lại, 40 tới 50 kg chốt giùm em mặc 180, mẫu này là 220 em đang sale 180. Màu tím, màu nâu đậm, màu nâu đất. Màu xanh đen với màu đen. Chốt bình luận giá. Chốt thì bình luận nha chị. Giá 180. Mẫu này em có size. Số 1 này nữa màu đỏ nữa nè. 180. Số 1 màu đỏ. 40 tới 47 kg nha. Chị nào gọn thì 50 kg đổ lại số 1. Mẫu này là 200 mấy em sale mấy chị gán 180. Màu đỏ. Màu đỏ, màu vàng, màu riêu, màu cam, màu đen. Số 1 này nha, ai thích màu thì bình luận. Màu đỏ, màu vàng, màu riêu, màu đen, màu cam. Mẫu này mấy chị 180 nha. Màu vàng nè. Màu riêu. Có số 3. Màu cam chốt bình luận. Mẫu đó là mẫu gì chị? Màu đen, màu đỏ, màu riêu. Nè, mẫu đẹp lắm, màu riêu nè. 180. Size số 1. Cái mẫu đen tím á hả chị? Lấy số 3 màu gì? Lấy số 3 màu gì em coi còn em chốt cho. Lấy số 3 màu gì em chốt cho chị coi còn không? Tại em mặc mẫu đó hồi sáng lay rồi. Màu nâu đất số 3. Kiểm tra dùm cái đơn của Trương Thị Thanh Kiều coi tới chưa. Nâu đất số 3 chốt bình luận 180. Mới hôm qua đi, để em chị chờ nhận dùm em nha chị. Tầm 1 tới 2 ngày. Nâu đất 180 chốt bình luận này số 3 ha. Gửi đi rồi á chị, chờ nhận giùm em nha chị Thanh Kiều. Chờ nhận giùm em. Màu vàng 160 số 3. Bên em là đi nhanh lắm á, có khi mới gửi hôm qua là hôm nay tới rồi mấy chị. Sáng là tới rồi, nhưng mà tùy ha, tùy cái khu. Tùy cái khu, tùy tuần ấy nha. Chị nào mà đã nghe điện thoại chốt đơn rồi là để ý điện thoại giùm em.
Màu vàng 106 chốt Quỳnh Lựng. Số 3 nha. Ai chốt Quỳnh Lựng xem. Màu tím số 1. Số 1 này tầm 50kg đổ lại. Chốt dùm em tím xả 100. 100k màu tím số 1 nha. Chị nào 60kg đổ lại, 55kg trở lên. 170 đây, em đang sale có 100. Chị nào chốt là chốt 2 bộ em đi đơn. Một bộ bên em 100 không có đi. Ai chốt số 2 bình luận nha. Số 2 là 60kg đổ lại. Sale mấy chị gái 100. Dạ lúc này á nó dịch nhiều quá mấy chị, tùy shipper nó đi, nó tùy tuyến đường ha, có khi nhanh có khi chậm, mấy chị cứ để ý điện thoại giùm em. Bộ này số 2 chị nào chốt Quỳnh Lựng 60kg đó lại. Quần này ống rộng tùy theo nha bà ba, có ống rộng có ống nhỏ, nhưng mà ống rộng nó hết hàng rồi. Em hả, em có 62kg chị gái yêu ơi, nhưng mà em rất là dễ mặc đồ, ôm chút cũng được, rộng chút cũng được, rộng như cái mền em cũng chịu luôn, em không bao giờ khó khăn gì hết. Vấn đề quần áo mặc miễn sao nó che kín là được. Em dễ mặc đồ lắm, ôm cũng được không ôm cũng được nha. Rộng có nhiều cái em mặc cái form rất là rộng em cũng vẫn mặc, em tính em là dễ chịu. Số 2 này là ai chốt 60kg thì vừa, nhưng mà đối với em là em vẫn còn thấy được. Số 3 là 65 đổ lại. Tại vì hàng có co giãn mình mặc ôm thì nó mới đẹp. Màu xanh nào chị gái ơi? Chị nên đi hè hay he gì nè, chốt cái gì? Màu xanh số 3 cho 62kg chơi 2 bộ màu xanh riêu với màu nho. Chốt không có giá mà em không đâu, không nhớ, không có nhớ là cái nào luôn nha. Phải có cái giá nha chị. Em không biết, em lên hàng lộn xộn, không biết chị chốt cái gì. Cái bộ em đang cầm đó là giá nhiêu tiền, em nói nhiêu ký mấy chị chốt giùm em, như vậy nó mới đúng hàng, tại hàng em đang lên lộn xộn. Hàng lộn xộn nha mọi người, phải có giá. Cách tân cho xem số 4 hả? Số 4 cái gì chị? Bà ba em không có số 4 đâu nha. Bà ba làm không có số 4. Dạ em đang mặc cái nãy là số 2, chị có chốt số 3 thì em lên số 3 cho chị, em còn số 3. Nha chị cũ sắn. Chị 60kg mà chị thích mặc thoải mái là chị chốt giùm em là số 3. Còn nếu mà chị thích mặc ôm giống em đang mặc là chị chốt số 2. Bà ba nó có co giãn chốt số 2 thì mặc đẹp hơn.
Nếu mà chị Kim hay thì Hồ Thị là chốt số 4 và 3 là em không có hàng. Chị gái nào chốt cái bộ này 60kg là số 2. 280 nhưng mà em hết hàng rồi, em sale mấy chị 220. Màu xanh ngọc. Sale mấy chị gái 220. Quần là ôm. 220. Em có size số 4 70kg nữa chốt bình luận. Màu xanh ngọc. Em còn mấy màu á? Giãn mấy chị mặc đó là nó dễ chịu lắm, hơi thoải mái một chút cũng được, mà hơi khít một chút cũng được, có co giãn là được. Chị nào chốt cái mẫu này mà số 4 thì bình luận giùm em là 70kg, màu xanh ngọc. Cái này số 2 xanh ngọc, em đang sale giá 220. Mặc nguyên bộ rất là đẹp. Có đồ bộ size số 4. Số 3 em mặc hơi thoải mái, chị cũng sẵn. Số 3 là em mặc hơi thoải mái, chị có chốt số 3 thì em lấy số 3 cho chị, nhưng mà tùy màu nha. Em đang sale 100.000 bộ là có màu còn màu hết. Mà quần là ống ôm. Cái bộ số 2 nãy là ống rộng. Em hết quần ống rộng rồi. Chốt bà 3 là quần hên xui, quần ống rộng. Ống rộng hoặc là ống ôm. Không có lựa. Số 4 đồ bộ, nãy giờ em lên đồ bộ của số 4 mà không thấy ai phản ứng gì hết. Khách tân là em đang sale 220. Cái này số 2 em mới vừa mặc xong đúng không ta? Số 2 này là ống ôm nè. Số 2 này ống ôm ha. Số 3 cũng là ống ôm. Không có số, không có quần ống rộng đâu nha. Có một bộ số 2 đó em thấy quần ống rộng thôi. Số 3 đây chị chốt thì bình luận. Em đang xả có 100.000 à, cứ mỗi người chốt hai bộ đi mấy chị. Còn có mấy bộ à? 170 em đang sale 100.000 nha. Nếu kịp thì đi chung đơn được đó chị Nguyễn Thị Thí. Còn không là qua ngày sau, tại là đã gói rồi á. Có đơn thì gói gọi, có còn vài đơn chưa gói. Số 3 đem đang mặc 60-65kg. Quần ôm nha. Đơn nào mà em chưa gói chưa ấy thì em gọt được. Còn không là đơn sau. Tại vì gọi chốt thảy ra là có người gói liền ha. Chốt bình luận. Cái này chốt giùm em cam nha. Có vạch cam nè đẹp. Sale 100.000, số 3. Có số 1, số 2, số 3. Số 1 47kg đủ lại. Ai gọn thì 50kg đủ lại. Số 3 em còn nhiêu đây nè. Màu xanh nè, màu đỏ nè. Màu tím nè. Đó, màu đen đỏ với lại màu cam. Chốt bình luận. 100.000 chốt từ hai bộ nha, tại vì một bộ là em không có đi đơn. Màu đen đỏ. Số 3. Quần ống nhỏ. Bi này là số 4 này, chị gái nào mới hỏi đồ bộ số 4 140 nha. Chốt bình luận. 140 bi giùm em. Bi trắng. Số 4 là chị gái nào mới chốt thì mới hỏi em á. Ký nếu mà chị thấp thì chị chốt số 3.
con gọn người á. Số 4 bi này đúng không chị? Chị Kim 2 Cam 4 nha. Nếu mà chị thích thoải mái thì chốt số 3, còn thích mặt ôm thì số 2 giùm em. 33 là em không có còn ống rộng đâu nha. Bóc trúng bộ nào thì mấy chị chịu bộ đó, tại vì nó là còn ống nhỏ nhiều hơn ống rộng. Bộ này ok giùm em nha chị Kim 2. 104 nha chị gái yêu. Số 2 là em còn bộ ống rộng, bộ ống nhỏ. Đeo tím này 104 luôn. 106 em đang sale mấy chị gái 104 số 4 nha. Em có beo tím, beo xanh, beo riêu. Beo tím, beo xanh, beo riêu, beo nâu. Đang sale giá 104, chị gái nào chốt thì bình luận. Dạ hồi nãy chị có chốt được 1 bộ rồi, em quăng ra rồi, giờ em chốt cho chị 1 bộ nữa ha. Dạ, rồi ai chốt cái này là beo tím giùm em số 4 luôn. Sale mấy chị gái 104. Em có beo tím, beo xanh, beo riêu, beo nâu. Chốt thì bình luận. Beo vàng. Cái mẫu này cưng. Mặt đẹp lắm. Beo vàng nữa, beo vàng, beo nâu, beo riêu, beo xanh, beo tím. Số 4 nè chị. Chị Kim 2 có chốt cái mẫu này số 4 đẹp lắm. Beo này beo vàng ha. Có beo vàng, beo nâu, beo xanh, beo riêu. Em đang mặc là beo tím. Số 4. Cái mẫu này mặc sướng dữ lắm. Chất thun là chất thun cao cấp. Thun là cao cấp nha mấy chị. Rờ vô nó mịn như nhung vậy đó. Chị sờ lên cái bình vải nó mịn như nhung vậy mấy chị. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Ai chốt beo vàng mình lực. Dạ. Vậy chút xíu em đi đơn cho chị gái hai bộ ha chị ha. Em có nhiều số 4 lắm. Trời ơi. 60kg chị mặc được, hơi thoải mái một chút. Chị chốt thì bình luận giùm em. Sọc đỏ. Bông đỏ. Chị thích bông đỏ thì chị bình luận mình bông đỏ và sọc đỏ. 60kg nếu mà thấp thì mặc số 3. Dạ, hồi nãy em có chốt cho chị màu tím mà em quên màu tím hoa gì rồi nha. Bà ba là em còn khoảng chục bộ. Cái này là 170 em đang sale, còn mấy bộ em sale nè. Sọc đỏ số 3. Số 3 này chị nào thích thoải mái thì 60-65kg vừa. Em đang sale 100.000. 100.000 là mấy chị chốt với 2 bộ nha. Tại vì bên em 100.000 không có đi đơn. Đó 60kg mà thích mặc rộng rãi thì cứ chốt. Quần là em không có quần ống rộng đâu nha mấy chị. Tùy theo bộ nha. Đây. Cái sọc đỏ này là ống rộng. Tại vì còn có một vài bộ ống rộng thôi. Chị nào mà thích thì chốt cái bộ này có là ống rộng. Ok chị sọc đỏ nè. Quần này là ống rộng. Còn nhiêu là toàn là ống nhỏ không à. Quần ống rộng tại bên em bán riêng là 100.000. Em có quần ống rộng 100.000. Nhưng mà em còn ít thôi. Đó, em chốt chị gái bộ này nha chị ngoại Bắc. 100.000 chị đầu chốt hai bộ em đi đơn. Một bộ là bên em không có đi. Tiền phí ship nó tới 30.000 mà mấy chị chốt 100.000 đi rồi nó phí lắm mấy chị. Chốt hai bộ giùm em nha.
bên em là bán từ trước giờ là 100.000 một cái. Beo tím 60kg hả? Thúy Hằng. Beo tím em đó là số 4 là không có được chị, rộng. Beo đỏ thì em còn, chứ beo tím là số 4 là. Cái này tím giùm em. Hên quá, cái này ai chốt được quần ống rộng luôn. Còn cái bông đỏ là cái này là số 3 nha, chị gái nào 60-65kg chốt. Beo đỏ nè chị có chốt beo đỏ. Beo đỏ thì em còn, size của chị, còn beo tím không có nha. Beo đỏ size số 2 nè. Thúy Hằng có chốt số 2 thì chốt beo đỏ. Beo tím là không có số 2 hết hàng. Số 2 beo đỏ. Chị nào chốt cái tím này bình luận giùm em, tím là số 3 ha. Nè mấy chị, chắc co giãn cực kỳ tốt luôn. 65kg nhưng mà em đã trừ hao mấy chị gái rồi nha. 65-67kg là mấy chị được hết luôn á nè. Tùy theo cái mấy cái dáng của mấy chị nữa. Tại vì chất thun này nó rất là im. Tím bình luận, tím này là quần ống rộng. Bông đỏ là quần ống nhỏ. Nó đi theo bộ nha. Mấy chị nào thích ống nhỏ thì chốt bông đỏ. Chất thun này mình mặc dễ chịu. Thúy Hằng có chốt eo đỏ bình luận. Beo xanh em không có số 3. Beo xanh là số 4. Chị ơi, mấy người bơm hàng nó có nhiều lý do lắm đó chị. Chị Phạm Lệ. Củ sắn tím bà ba số 3. Những người mà bơm hàng bên em á là có quá trời 100.000 lý do ha. Chị á là em đã em thấy ngại rồi, nhưng mà em cho chị cơ hội rồi. Giờ em cũng không biết nói làm sao cái đơn đó nữa. Chịu mấy phải không? Cái đơn có 900 mấy à. Nhưng mà đúng lý ra nếu mà là em á ha. Một lần xả của em rồi là không bao giờ, thà là em ế em nghỉ chơi chứ em không bao giờ bán. Nhưng mà ông Ngọc á, nó cho chị có cơ hội là chốt 2-3 lần rồi. Nếu mà là em á, em rất là dứt khoát. Em bán hàng cho Ngọc nhiều khi em tính xả của mấy chị, em tính không chốt nữa. Nhưng mà nó kêu thôi kệ cho người ta có lần cơ hội. Chứ thật sự ra là em dảnh cái giò lên, em nằm đó, em không có sợ đói, đói uống nước. Không có cần bán cho mấy người là khách lu bu. Em là rất là dứt khoát. Bởi vì cuộc đời của em nó nghèo suốt rồi mấy chị. Nghèo có gì đâu xấu hổ. Nghèo là hãnh diện tự tin dữ lắm mà nghe. Nghèo mà trứng mà nghe. Màu bông đỏ chốt bình luận. Bây giờ em hết cách rồi, em không có nói chuyện gì với được với chị Phạm Lệ hết, em không có cách gì á. Lấy bông đỏ nè, ngoại bắp nè. Bông đỏ là ống nhỏ nha. 100.000. Em là hết cách vô phương rồi, em làm biến đọc bình luận của chị gái quá à. Tại vì mấy lần rồi xả hàng rồi trả về rồi bơm hàng rồi cọc cạc rồi, nhưng mà em vẫn còn cho cô cơ hội là mấy chị biết. Ngọc á, nó nói như vậy nhưng mà nó rất là cho mấy chị, nó rất là dễ thương, nó cho mấy chị nhiều cơ hội. Còn em không có đâu nha. Em vừa nói vừa cười nhưng mà em rất dứt khoát, em không bao giờ mà chấp nhận mà ai xả tới xả lui. Dứt khoát, không bao giờ cho mấy chị có cơ hội. Ngọc nó nói á, thì nghe khó nghe nhưng mà nó cũng dễ, nó dễ tính hơn. Nghỉ bán dãnh dò lên chơi, không có bán nữa. Màu xanh chốt bình luận. Màu xanh chốt bình luận nha. Em tuổi thìn, em sinh năm 76 chị gái. Em rất là kỳ cục. Nói chung là chơi không chơi là nghỉ, chứ em không có mà không có phái mấy người lu bu. Màu xanh này là quần ống nhỏ.
Nhiều khi á, đơn của mấy chị mà chốt á, nó em nghe mấy là nó đọc cái tên cái đó em biểu nghỉ không chốt, nhưng mà nó vẫn chốt cho mấy chị. Em không có đâu, nghỉ. Ủa sao cái quần bà ba này kỳ ta? Quần bà ba này là cái quần xanh ngọc, có 100.000 khô cổ mấy chị gái ơi. Nghèo không có sợ, sợ là mấy người lô bô thôi. Xanh chốt bình luận. Dạ, cái tính của em là tính trời cho mấy chị gái ơi. Chị nào chốt bình luận nha, màu xanh này 100.000, số 3 á. Rất là đỉnh luôn, có 100.000. Em không chốt cho chị Xuân Thanh. Ế bỏ, để đó. Xong. Cái bộ này là trong cây em mới kéo ra, mới rút ra nha. Có nhiều bộ. Màu xanh đó sao tự nhiên cái quần. Dạ cái này em lấy, em không biết, em không có xử lý cái đơn của chị nha. Em là bó tay rồi, em ăn chấm cơm luôn. Xanh này xanh xanh coban gì mà em chốt. Phụ hay là vấn đề không phụ, tụi em đâu có cần tiền của mấy chị. Ăn ăn có được gì đâu, tiền công ty nó hoàn đi hoàn về hết mẹ 60.000 rồi. Lấy của mấy chị làm gì? Bom thì mấy mốt khỏi mua hàng. 100.000 lý do xứng đáng không? Lý do chính đáng không? Màu xanh của ba này quần ống rộng. Màu xanh của ba quần ống rộng chốt. Ủa sao cái quần đó quần xanh kỳ, nó đi chung. Cái bộ này xanh xanh coban này là nó là quần ống rộng nha, số 3, chốt bình luận. Lấy của chị 100.000 lấy làm gì, nghỉ chơi được rồi, chấm chấm hết. Công ty nó lấy chứ tụi em cũng có lấy ăn giọng gì trong đó mà, tại vì mấy chị không có ý thức. Mấy chị lớn hết trơn rồi không có ý thức. Tím chốt bình luận. Tím này quần ống nhỏ. Chốt tím. Cái này chắc thun co giãn. Chốt thì bình luận nha. Giao bảo gì nè, chất liệu là có co giãn nha. Hàng là hàng 170 em đang sale tại MX. Còn ít in sale 100.000. Chị nào chốt từ hai bộ hai màu thì em đi đơn. Chốt lựa từng bộ thì em hồi xả mất công. Rồi không có lay bà ba nữa. Bà ba em còn chừng chục bộ à. Có số 2, số 3, số 4 ai chốt thì bình luận. Trời ơi em đang bán số 3 có 65kg, chị Quốc 74kg. Xét cái áo. Không được. Em đã nói là em còn số 3 là 65 đổ lại. 74kg mặc rách áo của người ta. Nếu mà còn đủ size, còn đủ size là bán 170 rồi nha. Nãy giờ em đưa lên chị thấy không, chị giao bảo. Nãy giờ em đưa lên đâu có cái nào có chân bông ha. Rồi bà ba xui quá em bán cái khác. Lên đồ màu nha. Em đưa lên cái gì là có cái đó chứ em đâu có giấu vô đâu mấy chị. Tím giùm em số 3. 220 em sale mấy chị 160. Hàng bà ba là em có số 3 thôi nha. 65kg đổ lại em hết size lớn. Cái này là số 3 giùm em sale mấy chị 160 màu tím. Đồ theo này là 220
vì em đang sale nha, nó không còn đủ đủ size em sale. Sale 160, hàng sơn len cao cấp. Sơn len cao cấp. Chốt thì bình luận cho em. Bán mấy bộ bà ba lỗ hả? Lỗ nhiều mấy chục ngàn bộ á mà hỏi tới hỏi lui hoài rách việc. Chốt bình luận giùm em trắng số 2 nha. Sale 140. Mấy chị nhắm mắt lấy 100 ngàn về bán cũng có lời, bán lại cũng có lời á. Trắng giùm em. Cứ bán cho em 170, 180 là tao quất hết rồi. Cái áo bà ba mấy chị đi đặt may hết nhiêu tiền công rồi. Trắng số 2 chốt 140. Gì? Cái này toàn số 3 không ạ. Không biết hỏi anh Phát á. Liên hệ nếu mà số hay là sai gì liên hệ với chú Phát là chú Phát là giải quyết vấn đề. Chú Phát. Số 4 này chốt bình luận giùm mình đen nha. 200. Mẫu này em có 234. Mẫu này có số 1 không Phát? 70kg đổ lại nha, em có từ 545 này, mẫu này nè. 50kg trở lên tới 70kg em có. Mẫu này là 200.000, màu đen. Mẫu này em có đủ màu. Mẫu này có nhiều màu lắm, ai thích mẫu 200 nè. Bình luận 6kg là em đưa cái màu cho mấy chị coi. Mẫu này 200 đỉnh quá trời đỉnh. Màu em đang mặc là 70kg nha, màu đen. Màu đen này đen tím đẹp quá. Size số 4, 70kg vừa. Size số 4 chốt. Hai chốt cái gì bình luận chứ em không thấy mấy chị bình luận gì hết trơn. Trời ơi. Bà ba còn nhiều chị còn nhiều số bà ba quá trời bà ba. Bà ba còn khoảng 20 bộ nữa mấy chị gái ơi còn. Số 3 không mà đẹp ghê không? Mẫu này 190 nha. Màu cam nè. Màu cam số 2 nè, nãy có hỏi màu cam không? Mẫu này có nhiều màu lắm, size số 3 là em có đủ màu luôn mấy chị. Còn này em đang cầm là số 2 nha. 190. Chị có đơn hàng bên em lần nào chưa chị Xuân Thanh? Đồ bộ cổ vuông thì nhiều nha chị Ngọc Bắc. Cổ vuông em có nhiều cổ vuông lắm mà không biết chị đang muốn chốt cái mẫu gì nha. Cổ vuông em có nhiều kiểu. Chị Xuân Thanh có chốt đơn bên mình lần nào, có thành công lần nào chưa? Cổ vuông ở 2-3 loại lần đây em lên cho coi chị có ưng thì chốt nha. Cổ vuông chị Hoài Bắc nhiêu ký ta? Có chốt không? Bả kêu chốt 2 bộ và 3 ký à.
Hoài Bắc nhiêu ký? Cổ vuông chị nhiêu ký? 60 ký đúng không? Cái mẫu này nằm ở đâu? Số 2. Để em lên cái mẫu này số 2 chị coi được không nha. Số 1 một đống ở đây nè. Chị chốt cái mẫu khác giùm em đi chứ cổ vuông em không thấy size 60 ký rồi. Đẹp muốn chết. Đồ bộ nhiều lắm. Giờ em lên chị ưng nào chốt cái đó giùm em nha. Chị Nguyễn Thị Diện, Nguyễn Thị Diên gì đó. Đồ bộ nhiều mà nhiều mẫu nhiều kiểu em lên hả ưng cái nào chốt. Mẫu này 200, màu xanh lá, màu tím, màu đen. Không phải cổ vuông. Cổ vuông này nhiều mẫu, cổ vuông quá. Cổ vuông này toàn số 1 không à. Dạ. Nè, mấy cái mẫu này đẹp ghê luôn á. Mà size số 1 à. Size số 1 này là chị nào 50 kg đổ lại thì chốt giá size 180. Nó đẹp dữ lắm. Số 2 nằm đâu em không thấy nha. Hình như có đó chứ không lẽ không có coi. Có hết á. Mẫu này đẹp nè, chị chốt màu đen vàng bình luận. Số 2 là 60 kg đổ lại nha. Nếu mà chị thích thoải mái giống áo bà ba nãy á, thì chị chốt số 3 giùm em. Thích mặc ôm thì 60 kg đổ lại thì chốt số 2, thích mặc thoải mái thì chốt số 3 giùm em nha chị ngoài Bắc. Đó. Em đang mặc là số 2. Giá 200. Chị chốt số 3 thì nó đẹp hơn nha. Số 3 giống như cái áo bà ba nãy. Này số 2 đen vàng giá 200. Dạ mẫu đó hồi nãy Ngọc like chắc là họ chốt hết trơn rồi. Hồi sáng nó like mẫu đó hết rồi giờ còn cái số 1 không à. Số 3 mà mẫu này đẹp. Đen hoa đỏ. Số 2. Đen đỏ số 2. Phát bước qua đó lấy cái số 2 có đen đỏ nằm dưới. Mẫu này nè. Nãy tôi giục đen đỏ số 2, số 3, số 4 ở đó. Đó dưới cây đó đó. Ok chị chốt thì em lấy cho chị số 2. Còn cái Nguyễn Si nè. Ghê trời. Về rớt dưới đất cái bệt. Chốt mẫu này bình luận xanh lá. Này số 3 nha. Đó đen đỏ đây nó nằm đâu. Nằm dưới đen đỏ đây mà. Nó nằm rồi. Chốt xanh lá bình luận 200. Số 3 nha. Số 1 cổ vuông. Một bộ màu. Màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu riêu, màu xanh coban. Đen đỏ ok chị Nguyễn Thị Duyên nè. Số 2 200 nha. Có số 3, số 4 nữa chốt thì bình luận. Cho chị đen vàng số 3, lấy một bộ đen vàng số 3. Chị nhàn trần ok. Đen vàng số 3. Em đang mặc là riêu xanh lá số 3. Chị nào chốt cái bình luận à, cái gì à, chị chốt cái màu gì cổ vuông á, một bộ màu màu gì á. Chị Nguyễn á, chị Nguyên hay gì nè.
chốt màu gì thì bình luận giùm em. Cái mẫu đó em đang sale 180 tại size nhỏ. Xem bộ màu vàng nữa hả? Đen vàng ok chị, gì mới chốt đen vàng thứ ba nè, 200 đen vàng số 3 nha. Em đang mặc cái này, nếu mà chị lấy đen đỏ thì em chốt cho đen đỏ số 3 hoặc là số 4, số 2 em hết. Size em đang mặc là số 3. Chị nào mà 60, 65 thì chốt. Chị Nhàn Trần em chốt cho chị màu đen vàng số 3. Số 1 là màu vàng nha, màu đen nha, màu đen, đen cam. Số 1 sale 180. Số 2 vừa chị, màu riêu, màu đỏ, màu cam. Cứ bình luận cái màu. Bình luận cái màu cho em. Số 4 là em có màu xanh coban, màu nho số 4. Số 4 em có màu riêu, màu hồng số 4 nha. Màu xanh lá số 3 ai chốt bình luận. Chị chốt thêm không chị? Chị Diện, Nguyễn Thị Diện gì nè, chị chốt thêm bộ gì nữa không em lên. Xe số 2 cho. Xanh lá, tím, đen đỏ, đen tím nè. Xe em đang cầm là số 3 nha, đen đỏ. Có xe số 4 nữa. Đen đỏ, đen tím, tím, xanh lá. Mẫu em đang mặc. Giá 200 nha. Tím đậm, tím cẩm. Đen đỏ nè, đen đỏ số 3. Đen đỏ số 3 có, số 4 có. Giá 200 nha mấy chị. Em đang mặc là số 3. Số 3 là 60 tới 65 kg, nhưng mà 60, 62, 63 kg là mặc đang mặc giống em nha. Mặc giống em đang mặc. Còn 65 nó hơi ôm chút. Màu đen tím số 2 nè mọi người. Màu đen tím số 2. Em còn bộ đen tím số 2, chị gì có chốt thì bình luận. Còn như là số 3 nha. Số 3 em đang mặc đen đỏ. Đen vàng còn số 1. Hình như là đen số 1 nhiều lắm. Mẫu này là 200. Em có số 1 mẫu 200 này nữa nha. Đen đỏ. Ai chốt đen đỏ hay là đen tím? Màu xanh lá, màu tím. Chốt bình luận. Giá 200 cái mẫu này mặc đẹp. Đen vàng số 1 nè, nãy giờ chị nào đòi coi số 1 hoài, em đưa lên đâu lần này lần thứ 6 rồi, thứ 7 gì rồi á. Đầu like tới giờ là coi biết nhiêu số 1 rồi nha. Số 1 này nó có hung rồi mấy chị gái ơi. Chốt thì bình luận nha. Số 1 này mấy khách là vô là hỏi à. Số 1 mẫu này nữa nè. Xanh đen, tím cẩm, màu nâu.
màu nâu đậm. Mẫu em đưa lên cho mấy chị coi nha. Đen tím. Mẫu này dễ thương lắm, em cũng sale mấy chị 180 luôn. 54kg số 1 không vừa đâu chị, 50kg đổ lại thì được. Số 1 mẫu đẹp, 54kg là mình ép nó dữ lắm, mặt ngọt thở chết á. Chốt thì chốt số 2 cho em. Số 1 thì quá trời màu đẹp. Số 1 rất là nhiều màu đẹp, nhưng mà có nhiều khách hỏi quá rồi chưa chốt được bộ nào. Chị chốt bộ số 2 mẫu gì em lên cho. Em lên cho chị một số 2 nữa chị chốt. Màu xanh này là xanh Cuban số 4 nè. Mẫu này chị bình luận giùm em cái mẫu giá tiền đi chị Tường Nguyễn. Giá 200 đen đỏ số 3. Chị gái yêu ơi, có chốt thì bình luận cho em giá tiền số điện thoại ha. Chứ mấy chị chốt vậy em gửi đâu có liên hệ được. Đen đỏ số 3 thì giá là 200, bình luận giùm em giá. Cái này mẫu này là em sale mấy chị 180. Số 4 này là 70kg nha. Xanh, rêu, nho, hồng, vàng. Số 4 nè. Xanh, rêu, nho, hồng. Em có số 1 thì rất là nhiều màu. Số 4 là em đang đọc cái mấy màu gì thì chốt màu đó giùm em nha. Cái mẫu mà 200 phải nói là nó đỉnh. Mẫu 200 phải nói cái là xuất sắc. Nó có size 1, 2, 3, 4 luôn. Số 1 là chị nào 50kg đổ lại chốt nè. Đen vàng. Mẫu này 230 mấy chị. Nhưng mà em sale. Mẫu này đẹp quá chừng luôn. Em đang sale số 1 này, em sale rẻ 180 nha. Đen vàng. Ok chị Toàn Nguyễn nè. Đen đỏ số 3. Có màu hồng. Màu hồng, màu vàng, màu nho, màu rêu, màu xanh Cuban. Ok chị Toàn Nguyễn nha. Có đen tím, đen đỏ. Xem số 1, số 2, số 3, số 4 gì em cũng có nha. Mẫu 200 này nè. Chị nào số 4 thì bình luận giùm em số 4. Màu tím, màu xanh lá nữa. Màu khác là đại khái màu gì em mặc cho chị coi, chị ngoại bắp. Chị thích màu gì em mặc chị coi màu đó. Em mặc thử màu vàng chị thích không? Tại em thích màu vàng. Đen tím nữa hả chị? Ok chị, đen tím cũng giống mẫu y vậy luôn, nhưng mà số 3 luôn đúng không? Màu vàng là chị gái có chốt thì bình luận giùm em sale 180. Màu vàng với màu hồng. Số 4 nè chị gái. Màu vàng với màu hồng này, hồng 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 dâu. Màu rêu, màu xanh Cuban, màu nho. Đẹp nha. Em có đen tím với lại tím. Tím đậm, tím cẩm, xanh lá. Mẫu này số 3 của chị Toàn Nguyễn có chốt thì bình luận. Chốt thêm thì được nha, chứ chốt bộ đen tím mà bỏ được đen đỏ là không có chốt. Em nói trước. Chốt thêm thì được, hoặc là chốt khác màu. Đen đỏ, đen tím, màu màu vàng, màu xanh lá, màu tím đậm, tím cẩm. Đó, chốt thì bình luận. Chứ mấy chị thay đổi ý định là em miễn nghỉ. Đen tím có chút thêm thì bình luận đen tím 200 số 3. Rồi chị ngoại bắp có chút số 4 bình luận giùm em màu.
mặc màu cho coi mẫu thôi chứ mặc nhiều quá xa xả ra ship là cực lắm nha. Chị nào chốt bình luận 200 mấy đem xả có 180 rồi mấy chị gái ơi, hàng gì mà nó rẻ gì đâu. Đen vàng số 2, lấy số 2 đen vàng để phát cho còn không. Màu tím nè. Không, không có màu nâu. Bên em là kêu màu da, em ít có kêu màu nâu lắm. Số 3 em có màu tím cẩm nè, rồi màu tím đậm nè. Rồi màu hồng nè. Màu riêu nè, số 3 nha, màu vàng. Đen gì chị Thị Tình, Thị Tính gì nè. Đen gì? Đen tím số 3 hay là gì chị bình luận chưa có đúng. Đen vàng hết chị chốt cái gì khác bình luận nha. Số 2 là nó hiếm hơn. Chị số 2 có màu tím nè chị, đẹp lắm. Đen tím số 3 đúng không chị Thi Tính? Ok, em chốt chị đen tím số 3 và lấy hiệp phát. Số 2 là chị gái ơi, chị Nguyễn Thị Diện chốt số 2 màu tím này đi, số 2 em hết hàng. Màu tím này nó đẹp. Hết đen vàng rồi, đen vàng có số 1 à. Chốt màu tím này đẹp nha. Số 2 lấy đen tím, số 3. Số 3 này em có màu vàng đẹp. Ok chị Thị Tính nha. Màu vàng với màu riêu, màu hồng ruốc, màu tím. Ok chị gái nè. Đen tím số 3. Đen tay. Vậy là không phải cái này hả? Sao chị lấy 2-3 số vậy? Này số 2 không đúng đúng không? Cái này màu tím giùm em, số 2 không có đen tím. Thúy Hằng ok, 60kg em chốt chị số 2 nha. Đen vàng số 2 hả? Ok chị Nguyễn Thị Diện có đen vàng rồi. Đen vàng Nguyễn Thị Diện có nha. Bình luận giá luôn chị gái yêu ơi. Nguyễn Hay, Nguyễn Hải gì nè. Thúy Hằng thường là mặc bên em số 2 đúng không? Số 2 em chốt chị nè. Màu đen vàng 200 bình luận giùm em ơi chị. Nha chị Hay, Hay Nguyễn Hay nè. Đen vàng chị Nguyễn Thị Diện có. Số 2 em tìm ra rồi nha chị gái. Đen vàng chị Nguyễn Hay nè. Giá 200 cho em cái giá. Giá 200 cho em giá luôn chị gái yêu ơi. Số 1 là 47kg nha. Chị nào mà thích mặc ôm gọn thì 50kg đổ lại, 40kg trở lên. Đen vàng em chốt chị gái ra bình luận giùm em giá tiền. Khách mới bên em, khách mới khách cũ gì cũng bình luận giá cho em mấy chị khỏi lộn. Ok giá đi em thảy ra nha. Màu tím ghi cái giá 200 vô đó của Thúy Hằng giùm. Chị Thị Tình nó chốt thì bình luận giùm em cái gì mà nó rõ hơn chút nha. Chị Nguyễn Hay đen vàng số 1 em để đây, khi nào thích thì bình luận lại cho em giá 200. Màu hồng, màu tím gì mà mấy chị chốt thì bình luận. Màu riêu, màu xanh lá, màu tím đậm, màu
bây giờ em có mấy bộ và ba chị cứ bình luận cái màu em thảy ra cho. Nãy em đã lên rồi nha chị Xuân Thanh. Màu ri qua chốt bình luận số 3 nè. Màu thì em đã đưa lên rồi. Sọc đỏ màu hoa à, màu xanh. Bộ 200 chị bình luận giùm em giá 200 đi, em thảy hàng ra. Bộ này là mẫu 200. Màu vàng số 3 chốt bình luận, màu vàng, màu riêu, màu hồng, màu tím, màu xanh lá, màu tím đậm, tím cẩm, màu đen đỏ, đen tím chốt bình luận. Chốt bình luận giùm em nha. Màu mẫu này số 3 là em có rất là nhiều màu. Số 1 2 3 4 nhưng mà số 1 số 2 là em ít. Chị chốt cái này số 3 đúng không? Mấy chị mà em nói nhiều lần quá, em nói tới nói lui á mấy chị, là không thích thì thôi không mua nha, chứ mua rồi mà bơm hàng là em kiện tới tò đó. Một bộ 200 ok chị gái nè, chị Nguyễn Hay. Cái này chốt giùm em tím. Tím nha. Tím nha chị Xuân Thanh, chốt về bình luận. Giá sale có 100 ngàn mà mấy chị bơm cái nữa là chết luôn á. Tím chốt. Ống rộng tím nè, chị có bình luận thì em chốt cho. Giá 200 ok chị gái Nguyễn Hay rồi ha. Ống rộng là tùy theo bộ, có bộ thì ống rộng, rộng có bộ ống nhỏ. Ok thì em bỏ ra cho chị nè, đang sale có 100 ngàn à. Bây giờ em không bán được có mai mốt á, em bán giá bình thường 170. Chừng nào mà lâu lâu quay trở lại vẫn bán bình thường ha. Xuân Thanh có chốt thì ok. Lâu lâu mấy chị cần là mấy chị cũng mua giá cao à. Giờ nó còn ít, em sale cho nó hết hàng. Bộ ống rộng chị lấy màu gì? Bóc trúng lên thì có ống rộng, lấy ống rộng giùm em. Đen tay lỡ chị ơi. Đen tay lỡ là đen nào? Em á thì dân mù chữ, không có học hành gì trơn, mà viết tin nhắn viết rõ rõ giùm em nha. Hai chị thì tin thì tính gì đó. Xanh lá ok chưa? Xanh lá chốt thì ống rộng nè. Xanh lá chốt ống rộng mình lựng, còn có tùy theo bộ nha. Bộ nào mà em đưa lên mà nó nằm trong cây mà ống nhỏ là mấy chị phải chịu nha, không chịu thì thôi. Nè, ống rộng chốt xanh lá thì ok, ok chị luôn nè. Còn mấy bộ ống nhỏ không à? Để lâu lâu cái em lôi ra em bán cái áo lẻ 70 ngàn, cái quần lẻ 100 ngàn là chuyện bình thường ha. Cho tha hồ lụa. Cho em cái giá đi chị Thị Tình ơi. Lẫn em có 75kg đổ lại giá 150 hai bộ, em không có cho chọn màu. Lấy hai bộ số ký là được. Chọn màu em đọc màu nó hay lộn lắm. Tại nó hoa văn. Chị Duy Nguyễn chốt 75kg đổ lại thì em có 45kg trở lên. Lẫn là hai bộ 150, hai bộ hai màu cho số ký. Rồi ai chốt bà ba nữa bình luận số bà ba là sao số 3 thôi nha chứ hết số rồi, thay lớn. Số 1 2 3 là em còn bà ba, lẫn như vậy. Cứ hai bộ là hai màu. 150. Bây giờ em còn chừng vài chục bộ và chị nào chốt 3 bộ 200 giùm em. 3 bộ là em lấy 3 màu cho anh số ký. Lẫn là hên xui, bóc là khác màu thôi chứ không có được lựa màu nha. Em bán vậy đó, lộn xộn giùm em thì được. Lẫn nè, cái này là chất co giãn. Chốt 3 bộ 200 là em lấy 3 bộ 3 màu số ký mấy chị bao dừa. Tại em có size.
cái này là nè thung tâm xịn nha, chứ không phải loại thung tâm mà cứng ngắc đâu. Loại thung tâm xịn nó giá nó cao, bên em bán có 150 hai bộ à. Vải thung tâm, vải thung tâm rồi vô nó mát lạnh. Thôi đừng có cho, chút nữa có người gọi á chị Xuân Thanh. Đen tay lỡ số 2. Không có số 2, số 1 à. Giá 180 đen tay lỡ là ở nào ta? Giá 180 là cái này. Em không có số 2 đâu. Mẫu này là có số 1 à chị ơi. Mẫu này số 1 nha, 50kg đổ lại. Chị có chốt thì bình luận số 1 chứ em không có số 2. Em không thấy số 2 nằm đâu hết. Các cái này số 2 hình như có đó, kiếm phải đâu. Tại vì số 3, số 4 nằm đây, số 4 nằm đây. Số 1 à chị, em chưa thấy số 2. Hả? Không lẽ không có bộ nào số 2. Chốt thì bình luận giùm em 203 bộ. Bộ lửng giùm em, cho số ký lấy 3 bộ 3 màu. Đen 2 là gì? Không có. Có số 1 và chị gái ơi. Xuân Thanh lấy địa chỉ giùm liền đi để hồi nữa. Phát ship 2 bộ và 3 Xuân Thanh để chút nữa người ta không nghe máy được. Số 2 không có đâu chị. Số 2 mẫu đó hết nha. Chốt mẫu khác đi, màu đen thiếu gì. Màu đen là bao la luôn nha. Màu đen bao la, chị nào chốt thì em lên. Số 2 không có. Chị nào chốt số 1 thì em có hàng. Gọi chị Xuân Thanh trước đi để nó không nghe máy được. Cái này tím giùm em số 4. 3 bộ 60kg là lấy số 5 giùm phát. 2 bộ 60kg. Lấy 2 bộ số 5. 1 bộ số 6. Số 6 là 70kg vừa nhưng mà em chốt cho chị 3 bộ lẫn, 3 bộ 3 màu khác nhau. Số 5 2 bộ. Số 6 1 bộ. Được chị. 65 70kg là em chốt cho chị số 6. 3 bộ 3 màu nha. Ok chị nè, chị ngoại bắp. Đừng có lấy giống màu là được. 3 bộ 200. Ok chị 3 bộ 3 màu. Còn một ít nữa em xả hết luôn, ai chốt thì bình luận. Thôi nhớ cặp này 3 bộ 200 nha. Thường bên em là 75.000 bộ, giờ em xả 3 bộ 200 khỏi lựa. Em chốt chị rồi nha. Chị nào chốt tím này số 4 nè, 150. Tím số 4 em còn tím còn đỏ còn cách sen. Mẫu này 2 bộ. Ừ. Chốt bình luận nha. Cánh sen với đỏ. Số 4 ai chốt cánh sen với đỏ với tím bình luận. Chị nào chốt bình luận giùm em, cái mẫu này mà mấy chị không chốt uổng quá. Dạ, em bỏ màu xanh ra, em lấy màu khác.
Tại vì lựa này á, nó hoa văn nó tùm lum hết trơn, lựa ngồi nó lộn xộn, nó nhức óc lắm, em không có cho lựa. Chốt ba bộ là lấy ba màu về mặt thay đổi. Đó. Chị nào chốt từ 45 50 kg trở lên tới 70 75 kg vừa. Đầu lửng nè mấy chị, 3 bộ 200. 60 kg em chốt cho mấy chị 65 nha. Đó. 70 thì chốt số 6, 65 70 thì chốt số 6 nè. Xanh đẹp. Chị nào chốt thì bình luận cứ 3 bộ số ký giùm em. 200 200 3 bộ. Chất liệu này là mặt im lắm. 3 bộ 200 nha. Rồi chị nào chốt cái mẫu mà 150 nữa em còn màu xanh. Ủa quên, màu cánh sen, màu tím, màu đỏ. Chốt gì nữa mấy chị gái ơi? Dạ. Cái đóng hàng của chị đang soạn. Cho nó đi chung một đơn hay là đi riêng chị gái ơi? Chị Huệ Hồng. Số 3 màu vàng anh xã mấy chị 150 nè. Màu vàng 150 chốt nha, mẫu này đẹp. Có một bộ em xã luôn. Số 3 nha. Số 3 này phơm nhỏ có 60 kg à. Dạ đi chung để chú anh soạn. Mẫu nè. Trùng màu thì được nhưng mà trùng mẫu là bỏ đúng không chị Huệ Hồng? Rồi chị nào chốt cái số 3 này là số phơm nhỏ 60 kg thôi, chốt giùm em 150. Số 3 này nó chỉ bằng số 2 mấy mẫu kia thôi nha. Màu vàng chốt giùm em. Xe mấy chị vàng 150. 60 kg vừa nha. Dạ. Chúc em gặp, tại vì đơn ngày hôm qua bán là hôm nay bây giờ chưa soạn xong mấy chị. Chốt chưa có xong ha. Trời ơi, ok mà cứ bấm không hoài. Ok mà bấm không hoài, bấm ngược hoài. Số 360 chốt bình luận vàng. Số 3, ok. Rồi để đó. 160 chốt bình luận nha. Số 3 chị nào chốt mẫu này bình luận vàng. Mẫu này dễ thương nha, nó qua rồi. Chốt bình luận. 160, 160. Chị nào chốt cái gì đó mấy chị gái? Không thấy ai bình luận. Vàng ok chị Nhàn Trần. Mấy mẫu này tất cả là 220, 230 hết á. Tại vì em còn ít in sale nha. Hàng nào mà nó còn đủ size đủ màu là 230, 240 tùy, có khi 250 nữa, tùy mẫu ha. Vàng số 4 xả 160 luôn. Số 4 này là 65 70 kg nha. Số 4 này nó cũng không có to lắm. 70 kg vừa. 65 70 kg chốt. 160 luôn. Đó, cái form này nó không có to. Tầm 67 68 kg mặt đẹp nha. Vàng số 4. Mấy chị mà thích cái mẫu á, lỡ như nó có hơi thoải mái một chút là mấy chị mặc cũng được, bình thường không có sao mấy chị. Nếu mà thích mẫu á, tầm 65 67 kg chốt mẫu vàng 160, đẹp. Nó là số 4. Cho bộ mình mặc nó sang sang, nó là mặc thoải mái chút, nó đẹp mấy chị.
Màu nâu số 4. Màu nâu này là số 4 to nha, trên 70 kg. 70, 72, 73, 75 đổ lại nha. Số 4 màu nâu. Mẫu này 200. Mẫu này mẫu 200 thì em có nhiều hàng không sale. Nâu chốt bình luận, nâu số 4. Mẫu nào mà hết là sale. Chị gái nào mà có size 80 kg em cũng có hàng nữa nha. Nhưng mà hàng màu đỏ, đỏ con cánh sen, hầm ruốc, xanh cổ dịch là size số 5, 80 kg. Bên em là ít có khách 80 kg lắm, cho nên là nó ít, có mấy màu thôi. Áo sơ mi 70-75 kg chốt dùm em 190. Áo lẻ bên em là 270 áo sơ mi. Còn mấy cái mẫu hàng von này, thun lưới này là 190 nha, đẹp lắm. Áo sơ mi này 70-75. 60 kg trở lên là mặc được, tại nó phi size. Sơ mi 190 chốt bình luận nha. 60-75 kg vừa. 190 ai chốt áo lẻ bình luận. Áo này màu cam, em có màu cam, màu xanh, màu đỏ. 55-70 kg vừa. 200.000 chốt thì bình luận áo lẻ. 200 70-75 cũng vừa luôn. Mẫu áo lẻ nhiều lắm nha. Một bộ ngố 130. Ngố là từ 50 kg trở lên tới 70-75 kg vừa. Ngố là em có 5 màu. Đỏ, bò, riêu, hồng. Nói chung là nhiều màu. Con ngố này quần nó qua đầu gối chút xíu. Phê size á mấy chị. Hàng này là 70-75 kg đủ lại, 50 kg trở lên. 130 bộ, ai chốt thì bình luận màu. Màu riêu, màu đỏ. Em đang mặc là màu bò, màu hồng. Màu hồng này là hồng ruốc nha. Chốt bình luận. 130. Chị nào chốt bình luận game màu. Quần ngố này tới đầu gối mấy chị. Chốt cho em màu nha. 50 kg, 55 kg trở lên là mấy chị mặc được rồi. 130. Cái này cô tông. Cô tông nha. Sơ mi bên em 270 là rất là đỉnh nha mấy chị. Em có nhiều màu lắm. Giá 150. Áo vàng chị nào 70 kg đó lại chốt nha. 2 bộ, một size với 1 bộ size khác. Chốt bình luận áo vàng 150. Quần bên em là có quần đen, quần trắng nha. Quần là nó có 2-3 mẫu quần, là màu đen là có 3 mẫu quần. Giọt nước này là quần ống suông 170. 48-70-72 kg em có hàng. Còn quần đen ống đứng là 180 là 75 đổ lại vừa. Quần là quần xịn sò. Quần trắng là 170, quần kem 170. Quần trắng em còn size 70 kg. Áo này 60 kg, chị nào chốt bình luận em sale mấy chị gái 100. Em có 70 kg đổ lại nữa nhưng mà nó tùy màu. Hàng này là 135, giờ em còn ít em xả mấy chị. Áo xanh này ai chốt 60 kg nè. 60 kg nha. Chốt bình luận 100.000. Có đơn kèm thì được, chứ một cái 100.000 không có đi. Chốt bình luận áo 60 kg màu xanh. Em có size 70 kg nữa, em còn có mấy cái à. Mà tùy màu nha, hoặc có màu không. Chốt bình luận áo xe 100. Màu xanh nha chốt. Áo lẻ mấy chị chốt không, em lên áo lẻ xả.
nó lẻ xả là mấy chục ngàn à, 30-40 ngàn, 50 ngàn tùy. Áo An Đông xả 150, bộ này 120, giá sale nha, 50-70 ký dừa cánh dơi nè. Cánh dơi này em có đỏ, có đen, có xanh. Màu xanh này là xanh xám xám, nó đẹp. Chốt bình luận giùm em nha. Xả mấy chị bán 120 là chưa có đủ lấy sỉ đâu mấy chị. Giá sỉ là hơn rồi. Hôm trước em lên 170 mà hết hàng, chốt bình luận. Cái hàng cánh dơi này mặt rộng nó sang nha mấy chị. 120 ai chốt bình luận. Ký trở lên là mấy chị chốt được rồi nha. Có màu đỏ màu đen nữa, ai chốt thì bình luận màu. Sơ mi 70 ký đứng lại, ai chốt con em lên. Màu nào cũng đẹp hết. Chị bình luận em lên tiếp. Nâu em theo mấy chị 50 ngàn. Chút xíu em chốt tới chị rồi đó chị. Chị ngoài Bắc. Em đang chốt nha. Chốt cho ngoài Bắc kìa. Ngoài Bắc. Em đang sạn hàng em chốt. Chị gái nào chốt áo này 50 ngàn. Tại em phải làm lần lượt từ từ nha, em đang đứng đây rồi là có một đứa chốt à. Chứ em xuống like là em mới chốt tiếp. Chốt áo 50 ngàn 60 ký giùm em màu nâu. 50-60 ký hàng này hàng nghiêm 250 mấy chị. Còn có mấy cái em sale với chị 50 ngàn. Von này là von An Đông hàng xịn nha. Hàng nghiêm giống y như vậy luôn, cũng 250 cái. Em cũng có hàng nghiêm nữa, ai thích hàng nghiêm. Ai thích hàng nghiêm thì em lên 250, còn cái này em sale cho mấy chị cho hết hàng là 50 ngàn. Có đơn thì kèm giùm em, nâu nha. Cái này mấy chị cột lại nó mới đẹp. Năm mươi cột lại nó thành cái nơ mấy chị. Cột nó thành cái nơ, em còn mấy cái nè chốt. Dễ thương lắm, ai chốt thì bình luận cho em nha. Cái màu đen này 70 ký nè. Màu đen này đỉnh lắm. 140. Size số 4 đó mấy chị. Đẹp lắm, ai chốt thì bình luận cho em. Dạ. Dạ. Em tắt máy rồi em gọi chốt đơn mấy chị gái nha. Em tắt like là em gọi chốt đơn mấy chị nha. Sơ mi 270 nè mấy chị. Dừa
Mẫu này cũng 270 em sale mấy chị, 240. Có nhiều màu. Ai thích sơ mi thì bình luận. Size 70kg vừa nha. 70kg. Tầm 55 trở lên là mặc được. Áo đầm đi tiệc này 250 em sale mấy chị, 150. Áo đầm màu vàng này là 75kg vừa. 70-75kg nha. Áo đầm màu vàng. Chốt bình luận giùm em nha. Sale mấy chị 150. Chốt bình luận nha mấy chị gái yêu. Mấy cái mẫu này dễ thương lắm, nó là lụa ha. 150, 70kg vừa. Màu vàng chanh. Màu vàng chanh này 70kg đủ lại vừa. Áo này áo lẻ. Dễ thương dữ lắm. 150. 60-70kg. Mẫu này có nhiều màu. Rồi em chào mấy chị gái nha. Tối nay tiếp.